Hello xin chào các bạn, nhiều bạn đã mua thiết bị báo cói Wi-Fi thông minh của bên mình nhưng mà vẫn chưa biết cách cài đặt cũng như sử dụng như nào thì hôm nay mình sẽ làm video để hướng dẫn chi tiết các bạn là cách cài đặt sử dụng nhé thì đây thì hộp của bên mình là hộp này các bạn nhé Đó. Đấy và thiết bị thì là thiết bị báo cói thông minh Wi-Fi đây Đó thì mình đã bỏ ra ngoài hộp đấy rồi thì các phụ kiện đi kèm thì gồm có sách hướng dẫn sử dụng này Đó và một bộ hai con vít này để các bạn bắt ở tường này bắt vít này và tường hoặc vào trên chân này, trên sàn này thì ok nhá. Và một miếng uh, dán 3M này để các bạn có thể uh, lựa chọn là một là dán hay là dùng vít đều được hết các bạn nhá. Đấy và một cái uh, que chọc sim này đấy để bạn đi reset uh, thiết bị các bạn nhá. Ok. Thì đầu tiên để các bạn uh, sử dụng thiết bị này thì các bạn là lắp cho mình đôi pin các bạn nhá. Thì vào sau đây. Đó thì các bạn vặn ra thì nó sử dụng hai viên pin uh, 3A các bạn nhá. Đây, hai viên pin 3A. Đó các sản phẩm mình thì đều có cái uh, tem QC nhé, tức là trước đều trước khi xuất xưởng thì đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng các bạn nhé, rất là đấy, an toàn và đấy tiếng tít nhá, khi lắp pin vào thì tiếng tít một cái là đã nhận các bạn nhá, đó, đây đèn nó nhấp nháy đây các bạn, ok thì bạn lắp cho mình luôn cái này vào, rồi ok, đó khi lắp rồi thì các bạn bắt đầu là kết nối với app thì bạn tải app cho mình nhé thì app của thiết bị bọc gói wifi này thì nó sử dụng hai app rất là thông dụng đó là app tuya và app smartline đó thì app smartline thì nó có cái mã qr code để cho bạn quét tải app đây luôn rồi Đấy, rất là tiện thì hai em này thì bạn sử dụng app nào cũng được các bạn nhé thì mình thì hay sử dụng app smartline này thì các bạn tải thì bạn tải có thể là tải được trên được cả các cái Hệ uh, uh, điều hành android hay ios đều tải được hết các bạn nhá thì mình sẽ Bật điện thoại lên mình đây ví dụ mình đang sử dụng iphone thì bạn vào app store bạn nhé đó để mình quay lại màn hình cho bạn dễ nhìn đó thì bạn vào tìm kiếm này thì bạn ghi cho mình từ smartline ra đó đây smartline đây nhá thì app smartline là app này các bạn nhá đó thì mình đã tải rồi thì nó hiện chữ mở. Đó, còn app truy ra đây, mình cũng tải rồi nó hiện chữ mở. Thì bạn nào mà chưa tải thì bạn tải một trong hai app này về nhá. Thì mình sẽ sử dụng app Smartline, ok. Rồi, trước khi vào app thì bạn vào cho mình cái phần wifi này thì bạn kết nối wifi sẵn cho mình nhá. Đấy thì khi thiết bị bạn điện thoại bạn kết nối sẵn wifi ấy, thì mình vào app thì nó sẽ tự động nhận wifi luôn. Rồi, bắt đầu bạn vào app nhá. Đây mình sẽ vào app Smartline này. Đó. Đấy, thì bình thường là vào app nào sẽ nhận luôn như này. Nếu mà bạn nào chưa nhận luôn được cái vào thiết bị này nhá thì bạn nhấn cho mình nút reset đây. Đó. Bình thường mà bạn nào mà chưa nháy được cái đèn đỏ là như mình ý, thì bạn nhấn nút reset này cho mình nhá. nhấn nút reset này. Ở đây có nút reset này các bạn. Đó thì nó có cái quay dọc sim sẵn cho các bạn rồi thì bạn chỉ nhấn giữ vào đây cho mình. đấy nhấn cho đến khi nào đèn nó nhấp nháy được như này thì thôi các bạn nhá đó nhấp nháy như này là được nhá thì bắt đầu bạn đỏ áp này đó đây mình sẽ thoát áp ra mình vào lại này đây vào lại áp nhá đấy đèn nó vẫn nhấp nháy các bạn lưu như ý nhé mà đèn mình vẫn nhấp nháy như này nhá đấy thì nó mới hiện được như này đó thì nó nhận được thiết bị nếu bạn làm mà nó không nhận được thiết bị này thì bạn có thể vào chỗ phần uh, tắt đi này bạn có thể vào phần uh, dấu cộng bên trên này đó bạn nhấn vào từ app device này đó để nó tìm thiết bị đây thì nó cũng hiện được thiết bị như trên này thì bạn nhấn chọn vào thiết bị này, ok nhá. thì lúc này thì nó sẽ hiện lên cái wifi này, thấy bình thường là bạn điện thoại bạn đã kết nối với wifi rồi thì nó sẽ hiện luôn tên và mật khẩu wifi như thế này trên màn hình luôn. thì bạn chỉ cần nhấn tiếp theo thôi. nếu mà bạn muốn thay đổi wifi thì bạn nhấn vào đây để thay đổi wifi khác các bạn nhá. đó. thì hiện tại mình vẫn sử dụng wifi này nên mình nhấn tiếp theo này. Đó bạn lưu ý là bạn là thiết bị này của bạn để tầng 1 thì bạn bắt wifi tầng 1 này, để tầng 2 bắt wifi tầng 2 này, để hầm lái xe ở hầm để xe thì bắt wifi ở chỗ gần hầm người xe nhất nhá, để làm sao làm sao để cho nó kết nối wifi ổn định. Đấy, lúc nào cũng trong tình trạng ổn định và không bị mất kết nối, Đấy, rất là tiện. Đấy ok. Đấy, khi nó đã kết nối xong thì nhận chữ V này, tích chữ V này, xong rồi là ok các bạn nhá. Thì bạn nhấn cho mình uh, uh, hoàn tất này hoặc là bạn có thể thay đổi tên này, bạn nhấn luôn mũi tên này cái bút này thì bạn đặt tên lại cho nó nhé, thì mình đặt tên là bảo khóa wifi nhé, bảo khói nhé. OK, thì cái này mình đặt đâu thì bạn nhấn ở đấy nhé. Ví dụ mình đặt nhà bếp thì mình để nhà bếp bạn nhé, đến hoàn tất này. OK, nó sẽ đổi tên luôn Nhấn hoàn tất này là xong rồi nhá. đó, đây thì lúc này thì nó đang vào cấu hình của thiết bị rồi, đấy. rất đơn giản. thì lúc này thì bạn đã kết nối xong rồi. Thì lúc này bạn chỉ cần uh, lắp wifi ở trên các vị trí mà bạn lắp uh, đặt thôi đây. Thì nó có hai em đây thì các bạn có thể uh, kết bắt ốc này hoặc là sử dụng băng dính 3M đều ok hết các bạn nhá. Đó, để mình nói thêm về cách uh, cài đặt cũng như là sử dụng của, của nó các bạn nhá. Thì đầu tiên bạn vào chỗ phần set này, chỗ bánh răng này. Đó, thì hiện tại nó sẽ hiện cho bạn mức pin này, pin của mình uh, test là từ <laughs> Uh, rất nhiều rồi này, còn 29 phần trăm đó đây tùy các bạn nhé bạn bạn lên sử dụng những cái pin cái uh, sạc chẳng hạn thì nó cho các bạn là uh, thời gian sử dụng rất là lâu có khi đến uh, hơn 6-7 tháng thì các bạn chưa phải thay đâu đấy và nó có sẽ phần, phần trăm báo pin ở trong app và nó có ba cái này để các bạn tích uh, vào để nó thông báo nhá Ví dụ là báo khói là bạn bật lên tất nhiên phải bật rồi nhá thì nó mới có thông báo khói và slow filter này, tức là cái uh, báo pin yếu nhá đấy và báo để gỡ thiết bị đấy tức là thiết bị là không còn hoạt động hay là không bị gỡ ra ấy, thì sẽ báo lại cho bạn thì bạn bật hết cho mình nói chung là bạn cứ để mặc định như này cho mình nhá đấy thì bên yếu nó sẽ báo cho bạn cho nên bạn rất là yên tâm đó đây là phần setup nhá đấy bạn nào muốn đổi tên thì bạn lại nhấn vào cái bút trên này là đổi tên nhá và cài đặt nhá đây rất là nhiều thiết bị đây các bạn đấy báo ngoại tuyến này thì bạn bật lên cũng được và không bật lên cũng được khi bạn bật lên này nếu mà Uh, để tránh bị điện ngoại quá 3 phút đấy đấy tức là quá 30 phút mà thiết bị này mà không có kết nối với Wi-Fi ấy, thì nó sẽ báo hiệu về điện thoại cho bạn nhé cho bạn dễ quản lý hơn đấy rất đơn giản thôi đây kiểm tra phiên bản cập nhật này thêm vào màn hình chính các thứ này đó ok nhá nhấn vào đây để thay đổi tên chẳng hạn đấy báo khói này địa điểm này bạn thể thay đổi ở đây đấy, rất đơn giản rồi tiếp một mục thông minh thứ hai là mục smart này các bạn nó rất là hay ở à, mục smart đây bạn nhấn vào bạn nhấn dấu cộng ở dưới để chỉnh sửa nhé và để thêm đó dấu cộng này đó thì ở đây thì nó có tác vở thêm tác vụ này các bạn nó rất là hay để khi mà nó thiết bị này ấy, nó là báo khói nhá khi nó phát hiện báo khói thì nó sẽ có thể tạo được các cái tác vụ thông minh ví dụ như là mình dấu cộng này thì mình thêm được cái gọi là gửi thông báo nhắc nhở đấy thì khi mà mình nhấn vào cái này đó và tiếp theo đấy nó sẽ thêm vào đây là trung tâm thông báo tin nhắn này thì nó sẽ nhắn tin cho mình một tin nhắn vào điện thoại để thông báo cho mình nhắc nhở cảnh báo rất là hay và bạn có thể cộng thêm cái nữa này vào chỗ phần thứ hai này con singer driver này đó vào thứ hai nhá đó thì cái app này của mình mình đã liên kết được rất nhiều các cái thiết bị điện thông minh khác như là đèn phòng ngủ này hay là bình nước nóng này vân vân ví dụ bạn có những cái thiết bị như phòng cháy chữa cháy như là mở cầu thang cuốn này, mở cửa cuốn này hoặc là uh, cái còi thông báo động này, đó thì bạn có thể uh, bật vào đây chẳng hạn. Ví dụ như đây, phòng phòng đèn phòng 2 này của mình là cái còi báo động chẳng hạn nhá, hoặc là đèn cái, cái thiết bị uh, phun nước để uh, cứu hỏa chẳng hạn nhá thì bạn nhấn vào đây. Đó, thì vẫn chữ on up này. Đấy, mình bật on lên. Đấy và lưu lại. Tiếp theo này, và lưu là tên đây là cái tên này là mình sẽ để là cứu hỏa nhé ok xác nhận này đó là khi mà bạn có thể thấy ở trên màn hình đây là khi mà nó đã thiết bị bọc khói này nó phát hiện ra khói báo cháy nhá thì nó sẽ lập tức là gửi tin nhắn cho mình và sẽ bật tính năng gọi là thông báo còi báo động lên đấy. Ví dụ cái đèn này ấy của mình ấy là cái còi báo động nhá. Hiện tại là mình không có cái thiết bị còi báo động thì mình sẽ để tạm là cái đèn để cho các bạn dễ hiểu. Đấy thì nó sẽ khi mà thiết bị khói phát hiện thì nó sẽ gửi tin nhắn với cả còi báo động trực đồng thời một lúc để gửi cho bạn và coi báo động sẽ thông báo cho mọi người trong gia đình hoặc là khu dân cư, tòa nhà, nhà trọ các bạn ấy. Đấy thì nó sẽ báo hết cho mọi người cùng biết luôn. Rất là tiện rất là thông minh. Đấy, đây là chế độ gọi là smart thông minh đấy. Rất là hay. Rất là tiện các bạn nhá. Đó. Còn đây là các cái uh, thông báo của nó này các bạn. Đấy, thông báo này thì nó sẽ lưu vào đây cho các bạn, nó gọi là nhật ký đấy các bạn. Đấy, kết nối thành công. Đó, rất là thông minh đấy báo khói nhà bếp đấy. kết nối như thế này là rất là nhanh và tiện lợi các bạn nhá đấy, rất là thông minh đó ok các bạn nhá còn bạn nào mà muốn uh, tìm hiểu hay là muốn uh, hỏi thêm vấn đề gì gì về em báo khói wifi thông minh này nhà mình thì cứ comment bên dưới phần video nhé thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn sau rồi chào các bạn nhé hẹn các bạn ở những video sau bye